nguyên dàn xe mô tô. Ông đã nhiều khi cống tòng này. Hello cả nhà, nay thì mình có dịp được đi về Long Tháp nha cả nhà. Mình sẽ đi vào một khu du lịch rất là đẹp. Đây thuộc khu du lịch sinh thái nha các bạn. Khu du lịch sinh thái Phước Mỹ Thành. Các bạn có dịp về Long Tháp thì nhớ ghé đến đây để mà trải nghiệm. Có rất là nhiều trời và phong cảnh rất là thiên nhiên. Đặc sản miền Tây luôn. Đây là cái bình trà bỏ trong gáo dừa các bạn, để nó sẽ đóng được lâu các bạn. Đây có rất là nhiều loại mắm này nè, các loại khô, với các loại khô của đặc trưng các bạn vùng biển. Chắc ngoài bên đây quá. Tối bên kia rồi, chắc giờ qua bên đây quá. Kìa bên kia kìa, ngoài chỗ qua ấy. Đây một khu du lịch sinh thái nha các bạn. Đi ra đây nè. Đi ra thử coi. Wow. Ở đây mấy cô đang làm gì? Wow, đây như là khu vực làm bánh nha các bạn. Đây là những cái món bánh mà nổi tiếng ở khu vực miền Tây nha các bạn. Ồ, đây các cô đang làm bánh quá trời luôn nè. Đủ thứ các loại bánh nha các bạn. Đó, các bạn vào đây là được ăn bánh trực tiếp làm từ quán luôn nè nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Ở đây làm bánh làm chè tại chỗ luôn nha các bạn. Rất là thơm luôn. Cá phi kìa em kìa, cá phi phi bự kìa, cạn mà. Ở đây có mấy chiếc xuồng nha các bạn, có thể đưa mình đi lòng vòng xung quanh cái khu vực cái khu du lịch này nè. Đó, đi quanh quanh các cái chòi để mình trải nghiệm sông nước ở đây. Thank you.
sen luôn này nha các bạn. Cá tra. Còn cá tra không này, hàng chiến chạy đóng kia đùng 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 đùng. Đây có nguyên cái hồ cá tra luôn nè. Quá rộng. Đừng té nha. Cá tra. Dựng đầy kìa, đó đó bên đây nè, dựng đầy đó, cần quá trời kìa, cần thiếu gì. Động kinh khủng chứ đâu phải nhỏ đâu. Ngoài này là cá đồng tự nhiên vô nè. Ngược nắng rồi, đứng vậy là ngược nắng rồi. Đi ra đây mà chụp ngược vô chứ vào đó ngược nắng. Vào phía này nè. Đưa vậy nè. Nắm qua đây. Thank you.
hái dọn dẹp đó anh. Này có nguyên một cây luôn, đi rất là mát luôn các bạn. Đây có nhiều loại hoa rất đẹp bạn ơi. Nè bông quá trời nè con, đây có loại bông gì, ô bông dâm bụt mà nhiều loại quá ha, đây nè đẹp mày nè. Ừ, thì đó mà nó qua cầu rồi đó, kia nhiều loại đi, dâm bụt mà đẹp ghê ta. Đẹp không? Ừ, kiến hả? Không sao, không sao, kiến nhỏ, không cắn không sợ. Kiến không sợ. Đây, bạn đi vô đường này, bên đây. Đây có một cây cầu rất là đẹp luôn các bạn. Đi lên thiên đàng luôn. Chuối nè.
bạn thấy ở đây rộng mênh mông luôn, bao la bát ngát luôn. Về đây mà đi khám phá du lịch thiên nhiên thì chắc cũng phải cả ngày mới đi hết cái khu vực này nha các bạn. Rất là nhiều cái view để mình check in và mình chụp hình, đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Mùa này lúa nó đang lên nha, lúc lúa nó lên cao đổ bông là càng đẹp nữa. Rồi mấy cái khu bên kia sen cũng mới bị tàn các bạn, mốt sen nó lên phủ kính cũng đẹp lắm. Bây giờ nó đang 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 mọc thôi, lúa cũng đang lên và sen cũng đang mọc thôi. Đây đang làm thêm mấy cái còi các bạn. Thiên nhiên ở đây rất là trong lành luôn, chim hót líu lo mát mẻ tuyệt vời. Tất cả cái bàn đều làm bằng xuồng ba lan các bạn. Đây có mấy anh đang câu cá quá trời luôn, mà không biết có cá gì ăn không. Được con nào cho anh mới thả xuống à. Đây cá phi đồn đầy luôn á. Còn cái nào? Bên đây, bên đây, bên mấy lá sen. Bên qua bên lá sen nè. Đừng té con. Đi vô, đi vô. Đi ra ngoài, đi đi, đi theo chú đi. Từ ba mượn con câu. Đang soạn mọi câu, thấy chú đang soạn mọi câu này chứ. Chờ chú cột lại câu đi, rồi mượn cần câu chú câu nha, chờ chú cột xong thì mượn câu chú. Con rô đồng này mấy bạn ơi, trời ơi mẹ ơi, rô đồng đã dễ sợ chưa, trời ơi. My god, cá rô dễ sợ chưa kìa, quá trời đã luôn, bành kiên cá rô. Cá rô kìa, đã chưa, nhìn cá rô đồng kìa dễ sợ chưa, đã hỉ. Hello, câu chưa ăn này đó, thấy chú câu lên cá rô đồng đã chưa, cá rô đã chưa, chỗ cá rô kìa, tìm đi lô, sao lô kéo lên chi vậy, để mà coi. Có cây cho mọt cũng quan kêu á, cầm này cũng quan bên kia cạn lắm không câu được đâu, càng 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 chạy đi đâu. Ý tu con cá rô, oh my god, trời ơi con cá rô, oh mẹ ơi, mẹ ơi cá rô nè,
Trời ơi, cái rô nè. Từ từ từ, em quay 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 giùm ba cái. Đây đây, cầm đàng hoàng cái. Xin tay, xin tay. Ô, cái rô mè. Má ơi luôn. Ô, cái rô nè. Ô mẹ ơi, cái rô. Ô trời ơi. Ô mẹ ơi, cái rô nè. Trời ơi. Em dễ sợ. Dễ sợ cái rô nè. U ma ơi, cái rô nè. Đã dễ sợ chưa? Hạ xuống hả? Đó, bắt. Ôi. Đây nè. Ô, cá rô nè anh. Mẹ ơi, lần đầu tiên mà câu được cá rô cái này luôn á. Cay rồi. Dễ sợ chưa? Trời ơi, má ơi, cá rô này chạy xuống. Anh để vậy nè, là anh thấy cái bàn tay nó dễ sợ nè. To hơn cái bàn tay luôn nè. Khủng khiếp chứ. Con này chắc phải 4 lạng có luôn anh. Wow. Nằm im đi. Má ơi, cá rô nè. Lần đầu tiên câu được cá rô bự vậy luôn á. Hết hồn cá rô thiệt chứ. Chưa luôn anh. Đại đặng á, đại đặng nó mới có cái đầu gã. Dạ. Nó nuốt rồi. Nuốt rồi. Quá trời con cá kìa. Cầm nha. Kìa coi kìa. Đừng có niệm chuột giòn té. Ui. Má đâm. Má ơi, cá rô nè. Khủng khiếp cho con đừng có đợi nó đâm ấy. Con cá này nè. Quá trời con cá. Con cá này các bạn ơi. Con cá nè. Khủng khiếp chưa. Con cá rô mà hơn 1 gang tay. Con cá nãy mình câu nè. Wow, nó bự. Cá rô đồng hơn 1 gang tay luôn các bạn ơi. Nó dài. Dễ sợ cho nè, ta trướng bận bên nước rồi. To hơn cái bên nước nè. Dễ sợ cho. Rồi thành quả mấy anh em mình câu sáng giờ nha các bạn. Gửi lại đây tối mình quay lại chiên nha các bạn. Rồi tiếp tục mình quay lại vào ban đêm để mình quay cho các bạn xem vào ban đêm ở đây nó có đẹp hay không nha các bạn. Để mình xem thử cái khu du lịch sinh thái Mỹ Phước Thành này vào ban đêm á các bạn đi có ok hay không. Bây giờ mình sẽ đi vào trong xem như thế nào các bạn ha. Đi vô không? Chiều giờ là buổi sáng, giờ là mình quay vào buổi sáng nè. Còn bây giờ là vào ban đêm nè các bạn. Ban đêm mình tiếp tục ghé lại khu du lịch để trải nghiệm ẩm thực ở đây các bạn ha. Đi thẳng vô. Đó cơ. Má rộng thêm chứ. Ở đây rất là rộng luôn nha các bạn. Rất là đẹp.
khu này là toàn trời không ngạt bạn. Còn đây có một cái đường để đi qua nữa các bạn, nhưng mà chưa làm xong bạn. Có một chiếc xuồng đậu ở kia các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Mình đi một vòng bao quát cái khu này cho các bạn xem qua nha các bạn. Về Đồng Tháp các bạn nhớ ghé xuống dưới đây để mà ăn những món đồng quê và trải nghiệm thiên nhiên hoang dã rất là đẹp tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đó. Xung quanh là đồng ruộng bao la luôn các bạn. Này có một cái hồ bông sen này các bạn. Cá quá trời luôn. Không gian ở trong nha các bạn. Đây, trời, cái bàn là bằng một cái xuồng luôn nha các bạn. Một chiếc xuồng ba lá luôn nha các bạn. Ghế làm bằng tre luôn nè các bạn. Này bằng tre luôn các bạn. Đậm chất miền Tây luôn nha các bạn. Ơi. Đẹp chưa? Đó, nguyên xuồng ba lá luôn nè. Thank you.
rất đẹp luôn các bạn ơi. Đây là món cá rút xương nha các bạn, rất là hiếm hoi ở miền Tây. Đây là loại cù lao. Cái trình bày nó quan trọng lắm, khi mà lên cái bắt mắt á, mình vô nó ngon. Đây mấy con cá rô hồi sáng mình câu mình gửi lại đây nha các bạn. Bây giờ là mình chiên nó lên nè các bạn, nổ muối nha các bạn. Đấy, cá rô đồng tự nhiên luôn các bạn. Đem lo vô hát chiêu chiêu cho. Đây cái khu của mình cái bớt hát lại. Lấy một cái dĩa nó lên đi qua bệt. Lấy cái dĩa nhỏ cho là có rồi ha. Ok anh, cứ làm nha. Rất là chuyên nghiệp. Không hỏi tôi luôn nha. Thằng phơ hàng thằng tính nó báo là không có báo nó không biết. Quên đeo bao tay nha. Không sao. Chạy ra anh dứt luôn anh sao đâu chả. Trong nhà không mà lo gì, khách khứa đâu sợ. Đạo của mình tỉnh qua là con gái đó thích khách trước. Em có bà chị làm bên phòng phòng thử đó. Mà con muối ớt xanh, muối xanh để bẩn chưa? Cái đó mình ăn muối xanh hoặc muối tiêu muối ớt đậm á, muối hột đậm có hột. Muối hột, muối hột đậm hai chén muối hột đậm đó. Đúng như mấy kia là chất quá hết. Nên phòng đó muối hột cũng muối hột là chính xác.